Hello Khánh. Hello. Hey, how are you today? How are you today, Khánh? How are you today, Khánh? Yes, Okay, very good. Okay. Còn hôm nay con đi đâu hả? ba bữa tiệc À thế sinh hả? nhật Ơ thế sao lại không nghỉ? Sao không bảo cô cho con nghỉ? mẹ không Thế à, thôi chịu khó học nhanh nhá. Ok, được rồi. Nhưng có 45 phút thôi mà, được chưa? Ok. Ờ nào, cô sẽ chia sẻ màn hình luôn để mình học nhá. Ok. Con nhìn mặt của cô chưa? Nhìn thấy chưa con? Okay, sao very giống lần trước vậy cô? good. Đúng rồi, bài lần trước mình chưa học xong, Khánh chưa nhớ à? Đúng không? Ok, nào Một mình cùng ôn tập lại sao các từ nhá, được chưa? Hop. mình Hop. hơn Skate. hơn Skate. skip Skip. skip Đọc đi con, skip. skip Rồi, tiếp tục. Walk. walk Jump. jump Dance. dance Rồi, tiếp tục. Run. run Roller skate. roller Ice skate. skate Ok, được rồi. Hôm trước cô đã dạy về thì hiện tại tiếp diễn đấy. Không biết Khánh còn nhớ không? Được chưa? Khẳng định sẽ là chủ ngữ này, cộng với động từ to be, cộng với động từ thêm doing. Và phủ định đã thêm not vào sau động từ to be. Nghi vấn là sẽ đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Được chưa nào? Okay. À, đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, danh từ số ít, danh từ không đếm được, thì động từ to be là is. Đối với chủ ngữ là we, you, they, danh từ số nhiều, đúng không? Thì động từ to be sẽ là are. Và chủ ngữ là ai thì động từ to be sẽ là am. Đã rõ chưa? Tiếp tục nhé. Ok. Nào, bây giờ con sẽ đến một cái bài nghe. Con sẽ nghe là nối. Được chưa? Nối. Được chưa? Xem bạn nào là May, bạn nào là Ever, bạn nào là Tom, bạn nào là Sue, bạn nào là Dan, bạn nào là Jane, Park, Jack, Jill và Sam. Có hiểu bài này không hả Khánh? Anh hiểu không con? Nào mình nghe nhá. Bắt đầu nghe này. 1A. Watch us. We're moving. Listen and draw lines. Jack's good at jumping. He's really great. And look, Sue's hopping on square number 8. Can you see Jack? Can you see Sue? Yes, I can. Sue's dress is blue. Jane's roller skating. She's going round and round. And watch Sam skipping in our new playground. Can you see Jane? Can you see Sam? Are you looking? Yes, I am. Dan's good at dancing. One, two, three. And there's Pat. He's funny. He's climbing our tree. Can you see Dan? Can you see Pat? Yes, I can. Pat's wearing a hat. Tom's very good at running. He runs all day. But Jill likes walking and talking with her best friend May. Jump, hop, skate, skip, dance, climb, or run. We We all all love love moving moving and and having having lots lots of of fun. fun. Ok, cô sẽ cho con nghe lại lần thứ hai nhá. Bởi vì là mức vốn nghe của giáo trình này nó sẽ nâng lên một chút, đấy chưa? Bởi vì là mình cũng có nhiều từ mới hơn thì nó sẽ khó hơn. Anh cố gắng chịu khó nghe nhá. Tập trung vào nha con nhá. Nào, nghe nhá. 1A. Watch us. We're moving. Listen and draw lines. Jack's good at jumping. He's really great. And look, Sue's hopping on square number 8.
Can you see Jack? Can you see Sue? Yes, I can. Sue's dress is blue. Jane's roller skating. She's going round and round. And watch Sam skipping in our new playground. Can you see Jane? Can you see Sam? Are you looking? Yes, I am. Dan's good at dancing. One, two, three. And there's Pat. He's funny. He's climbing our tree. Can you see Dan? Can you see Pat? Yes, I can. Pat's wearing a hat. Tom's very good at running. He runs all day. But Jill likes walking and talking with her best friend May. Jump, hop, skate, skip, dance, climb or run. We all love moving and having lots of fun. Okay, now cô sẽ cùng chữa bài với con nhé. Okay, đây là đáp án của cô này. À, bạn Sam bị nhầm rồi. À, bạn Dan bị nhầm rồi. À, bạn Bát cũng bị nhầm rồi. Ok, được rồi, cô sẽ chữa bài cho Khánh nhá. Ok, nào, mình cùng chữa bài tập trung nào. 1A. Watch us. We're moving. Listen and draw lines. Jack's good at jumping. Strike. E. Jack thì đang nhảy, được chưa? He's really great. He's really great. Anh ta rất là tuyệt. And look, Sue. And look, mà nhìn kìa. He's hopping on the square. Sue is hopping on the square. Còn Sue thì đang nhảy vào ô vào những cái ô hình vuông, được chưa? Vậy thì Jack là người nhảy, được chưa? Nhảy là nhảy cao á. Thì bạn Jack nối với cái bạn đang nhảy qua cái hộp và bạn Su sẽ là bạn mà đang nhảy lò cò trên những cái ô hình vuông. Con đã hiểu chưa Khánh? Ok, tiếp tục này. Number 8. Can you see Jack? Can you see Jack? Nghe lại. Can... Nghe lại này. Jack's good at jumping. Jack is jumping. Jack đang nhảy cao ấy. Vậy thì cái người đang nhảy thì sẽ là Jack. Tiếp tục này. He's really great. And look, Sue's hopping on square number 8. And Sue is hopping on the square number 8. Và Sue thì nhảy lên cái hình số 8, hình vuông số 8. Được chưa? Đó, chính là hai bạn Jack và Sue. Con đã hiểu hai bạn này chưa? Khánh, con đã hiểu hai bạn này chưa? Ừ, giỏi lắm. Can you see Jack? You see Sue? Yes, I can. Blue. Jane's roller skating. Roller is blue. Jane. Yes, I can. Nào, Sue's này. Dress is blue. Sue's dress is blue. Sue một cái váy màu xanh. Jane's roller skating. Dream is roll. Đợi một chút này. Jane's roller skating. Jane. Được chưa? Is roller skating. Cậu ấy đang trượt patin. Được chưa? She's going round and round. She's going round and round. Cô ấy đi vòng tròn và vòng tròn. And watch Sam skipping in our new playground. And Sam is skipping in the new playground. Và Sam thì đang nhảy dây trong cái khu vui chơi mới. Được chưa? Vậy thì Jane... À. Sao đấy Khánh? Vậy thì Jane là em gái con hả? Nào tập trung vào nhá, tập trung vào. Jane thì là người đang trượt patin và cầm cái quả bóng màu đỏ, đúng chưa? Và bạn Sam thì nhảy dây trong cái khu vui chơi mới. Để chờ tiếp tục nhá. Can you see Jane? Can you see Sam? Am. Ing? Yes, I am. Dan's good at dancing. Dan is dancing. Dan thì đang nhảy.
Thế vậy con có nhìn thấy cái bạn đang nhảy là ai không? Mặc áo màu gì nhỉ? Màu trắng. Ồ, đang nhảy cơ mà. Dan is dancing, có nghĩa là Dan thì đang nhảy. Bạn màu trắng có đang nhảy đâu. Nhảy là nhảy múa ấy, dance là nhảy múa cơ mà. Là bạn nào nhỉ? Là bạn mặc áo màu gì đấy con? Nhảy múa ấy. Màu, màu gì đây? Vàng. Đúng rồi. Vậy thì Dan mình sẽ nối với cái cậu bé mặc áo màu vàng đang nhảy múa. Tiếp tục. One, two, three. And there's Pat. He's funny. There, it is Pat. Đây là Pat. He's funny. Cậu ấy rất là vui tính. Climbing a tree. He's climbing a tree. Climb tree có nghĩa là gì hả con? Tập trung vào Khánh. Climb tree có nghĩa là gì hả Khánh? Climb tree là gì? Khánh học cái này rồi. Là gì con? Yeah. Là gì? Climb tree là gì? Climb tree là... He is climbing a tree đấy. Thì climb tree là gì hả con? Ở đâu cơ? Người ta nghe mà con. Tập trung vào. Từ nãy giờ con không tập trung cô đâu nhá. Con tập trung vào con học rồi con chơi nhá. Cô học xong thì cô sẽ cho con nghỉ sớm. Vậy thì con được chơi rồi. Nhưng mà con phải tập trung học đã. Thành có hiểu không cô không? He is climbing a tree có nghĩa là cậu ấy đang trèo cây. Cô dạy Khánh rồi. Đúng chưa? Nhớ chưa? Vậy thì Pat chính là người vui tính và đang trèo cây. Tiếp tục nhá. Tập trung can nào. You see Dan? Yes, I can. Pat's wearing a hat. Pat is wearing a hat. Pat thì đội một cái mũ đấy. Tom's very good at running. Tom is very good at running. Tom thì chạy rất là giỏi. Thế với cái cậu đang bạn đang chạy là ai hả con? Con có nhìn thấy cái cậu chạy không? À, cậu đang bắt con gì nhỉ? Con cậu đang... Đúng rồi, chính xác. Vậy thì Tom chính là người đang đuổi bắt con cừu. Để cho nào, tiếp tục này. He runs all day, but Jill likes walking and talking with... Jill likes walking. Her best friend, May. And like and talking with his best friend, May. Có nghĩa là Jill thì rất là thích đi bộ và nói chuyện với người bạn thân nhất của cậu ấy là May, hiểu chưa? Vậy thì Jill chính là cái cậu bạn mặc áo trắng có chữ J đúng không? Và đang nói chuyện với bạn thân là May có chữ M ở áo. Con đã rõ cái bạn Jill và bạn May chưa? Hiểu chưa? Thì đây là một cái bài nghe, hiểu chưa? Khánh đã học từ mới cho cô chưa đấy? Con đã học từ mới chưa? Nào, con bị quên từ climb này. Climb có nghĩa là leo trèo. Được chưa nào? Nào con tập trung vào, con bảo em im lặng cho con học nhá. Được chưa? Được chưa? Con ghi từ climb leo trèo vào vở cho cô, con ghi đi. Anh cho cô nhá. Xong chưa con? Ok, đọc cho cô climb. Ok, climb tree, climb có nghĩa là leo trèo và tree là cây. Climb tree là leo cây nhá.
tiếp tục này. Tập trung vào con nhá. Đâu rồi? Sao Khánh cô không nhìn thấy con? Ok, được rồi. Tiếp tục này. Đây là phần ngữ pháp. Được chưa? Ok. Nào, chúng ta sẽ có ngữ pháp như sau. Nào, chúng ta sẽ có là to be good at. Đây là giỏi, tốt. To be good at thì đằng sau sẽ cộng với danh từ. Hoặc là từ thêm đuôi ing nhá. Khánh ơi, đâu rồi con? Khánh ơi, con che camera hả? Con đừng che, con tập trung học đi con. Được chưa? Giỏi, tốt về điều gì đó. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ có cái ngược lại, đó chính là to be bad at, cộng với danh từ hoặc verb in, có nghĩa là tệ về điều gì đó. Được chưa nào? Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái công thức mới là cái này học rồi đấy. Like là thích này, love là yêu, thì hai cái này sau đó cộng với verb in. Cái này có nghĩa là yêu thích được làm gì. Con đã hiểu chưa nào? Cô nhắc lại nhá. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học ba cấu trúc. Cấu trúc đầu tiên là to be good at cộng với danh từ hoặc là verb in, có nghĩa là giỏi hoặc là tốt về cái điều gì đó. Tiếp theo, cấu trúc thứ hai là to be bad at cộng với danh từ hoặc verb in, có nghĩa là tệ về điều gì đó. Và cuối cùng là like hoặc là love. Like là thích, love là yêu thích, thì sau đó cũng cộng với verb in, có nghĩa là yêu thích việc làm gì đó. Cô có ví dụ nhá. Được chưa? Ví dụ này. I am good at English. Có nghĩa là tôi học rất là tốt môn tiếng Anh. Được chưa? Cấu trúc thứ hai này, I am bad at dancing, có nghĩa là tôi nhảy rất là tệ. Được chưa? Và cấu trúc thứ ba này, I like watching movies, tôi rất là thích xem phim. Được chưa? Đây là ví dụ của cô. Con có hiểu ba cái ví dụ của cô không Khánh? Khánh? Ok, được rồi. Nào, con sẽ ghi cái phần lý thuyết này vào vở. Con chỉ cần ghi cái này thôi nhá, cái cấu trúc thôi, còn ví dụ thì không cần ghi. Con đã rõ chưa Khánh? N có nghĩa là danh từ nhá con nhá. Để cô sửa cho con đỡ nhầm. Con viết nhanh cho cô nào. Viết nhanh lên con. Viết đi con. Chung vào nhá. Dồn hết tốc độ, dồn hết cái suy nghĩ của mình vào việc học nhá.
Ok, được rồi, con hãy nhớ các cấu trúc này nhá. Được chưa? Cô vẫn sẽ chụp lại để khi nào con cần hay con không cần thì ví dụ như là sau đó quên thì cô vẫn chụp lại nhá, được chưa? Để trả lời cho cô nhá. What are you good at? Con giỏi về việc làm gì? What are you good at? Khánh giỏi về việc làm gì? Khánh giỏi làm gì? What are you good at? Không biết. Ví dụ như Khánh nói đi. Khánh học giỏi môn tiếng Anh thì con sẽ nói như thế nào? Sử dụng cấu trúc to be good at kìa. Chủ ngữ là ai đúng không? Tôi. Động từ to be là gì? Động từ to be là gì? Đúng rồi. Sau đó đến good at đúng không? Good at là giỏi. Thì sau đó là đến good at này. I am good at. Học là gì hả con? Học là gì nhỉ? Là study. Được chưa? Tiếng Anh là English. Thế vậy thì tôi học giỏi tiếng Anh sẽ là I am good at studying English. Được chưa? Khánh hiểu không con? Mạng bị lag hả con? Con ơi, mạng con bị lag đúng không? Trên đây mạng yếu. Ok, được rồi. Nào, tiếp tục nhá. Read and write names. Trong bài tập này thì con sẽ đọc và viết những cái tên, được chưa? Cô ví dụ này. Good at jumping. He's really great. Jump có nghĩa là gì con? Jump có nghĩa là gì đấy? Anh? Jump có nghĩa là gì con? Anh ơi! Yeah. Jump có nghĩa là gì hả con? Sao? Nhảy cao. Đúng rồi, chính xác. Thế vậy trong cái hình ảnh này thì ai đang nhảy cao? Yeah. Đúng rồi. Thế vậy thì con sẽ điền từ track vào trong câu này.
Tương tự như thế, con có thể điền cho cô các những cái tên còn lại không? Làm được không con? Ok. Những cái câu nào khó thì để lại cô chữa nhá. Nào Khánh tập trung làm cho cô. Tập trung làm, không chú ý tới những cái khác nữa. Tập trung làm nhá. Cô đi vệ sinh một chút nhá, Khánh cứ làm đi, cô vào luôn. Hãy
Ok, cô thấy Khánh sắp làm xong rồi. Cố lên con, còn một câu nữa thôi. Tốt lắm. Xong chưa con? Xong chưa Khánh? Ok, được rồi. Con chưa làm được cái câu cuối à? Hả? Ok, cô sẽ cho con nhá. Số 1 là từ từ đã. Su, chính xác, rất tốt. Đúng rồi, câu số 1 chính là Su. Đúng rồi nhỉ? Chính xác luôn, rất tốt luôn. Giỏi lắm. Số 2 là Jane, chính xác. Lại đúng rồi, giỏi thế. Số 3 chưa làm được hả con? À, số 3 làm rồi. Số 3 là con viết chữ gì đấy? Con có viết đúng không? Hả? Sam. Con viết là Sam đúng không? Đúng rồi. Số 4 chưa biết à? Số 4 sẽ chính là Dan, được chưa? Câu này nhá. Ở đây sẽ là Dan is good at exercising. Exercising có nghĩa là tập thể dục. Bạn Dan rất là giỏi tập thể dục.
1, 2 và 3. Được chưa? Bạn đang đang tập thể dục. And there is Pat. Và đây là Pat. Được chưa? Cái cậu. He's funny. Anh ta rất là vui tính. He's climbing our tree. Anh ta đang leo cây. Được chưa? Thế vậy cái cậu bé leo cây tên là Pat. Vậy thì mình sẽ điền Pat vào chỗ trống. Con có hiểu cái câu này chưa? Tiếp tục nhá. Tom, chính xác, đúng rồi, giỏi lắm, rất thông minh, giỏi đấy. Đấy, học nó phải tập trung mới như thế này chứ con. Được chưa? Giỏi đấy. Jill, chính xác, đúng rồi. Và talking with his best friend, nói chuyện với bạn thân nhất là May, được chưa? Vậy thì May, bạn thân là May, thì cái bạn May chính là bạn cái bạn đi bên cạnh bạn Jill. Thì vậy thì trong chỗ trống này mình sẽ điền là từ May. Con đã hiểu chưa? Giỏi lắm, được chưa? Đúng, cũng gần hết rồi, rất tốt đấy. Ok, rất giỏi. Ok, rồi à, cô hôm nay thì về nhà Khánh sẽ ôn tập. Hôm nay thì cô sẽ cho Khánh nghỉ đúng 8 giờ. Mặc dù con vào muộn 4 phút nhưng mà cô vẫn cho con nghỉ đúng giờ là 8 giờ. Tuy nhiên thì hôm sau, bởi vì hôm nay con có tiệc ở nhà dì đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì hôm sau cô sẽ cho con học bù 5 phút. Con đã rõ chưa? Dạ. Ừ, được rồi, nhớ là hôm sau học thì phải tập trung, nhớ chưa con? Yeah. Ừ, được chưa? Nhiệm vụ của Khánh về nhà ngày hôm nay đó chính là Khánh sẽ học cho cô các động từ nhá. Ở đây người ta đã gạch chân lại đây này. Đọc lại cho cô các động từ này. Jump. Jump. Hop. Hop. Skate. Skip. Climb. Yeah. Run. Run. Walk. Run. Exercise. Đọc lại nhá. Exercise. Exercise. Move. Move. Ok, rất tốt. Được chưa nào? Và talk. Talk. Talk là nói chuyện đấy, được chưa nào? Ok. Khánh đã nhớ lời cô dặn chưa? Và về nhà học luôn cấu trúc mà cô cho ghi vào vở. Đã nhớ chưa con? Ok. Ok, so it is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Nhớ là phải về nhà học các cấu trúc và học từ mới. Rõ chưa Khánh? Yeah. Nhớ nha, cô sẽ kiểm tra nhá. Được chưa? Hôm nay cô cho con nghỉ sớm 5 phút và hôm sau vào học bù. Nhớ chưa? Được chưa? Nếu mà lần sau nhà có tiệc gì thì cứ bảo cô nhá. Bởi vì làm cô muốn học phải tập trung và im lặng cơ. Nhớ chưa? Nhớ chưa con? Nhớ đấy. Ok, tạm biệt con. Goodbye. Bye. Mm.